6 ly. Hình như nó 5 ly. Luôn rồi rớt xuống đầu chết mẹ. Thì có mua lại lớn kêu lớn nhất á. Mà 7 ly đi thì nó không có lợi dài và 7 thứ. Cái khung nó là 7 thứ. Đâu? Nó 10 mét mà. Cái quan là 10 mét mà. Thường nó vô cái cỡ rồi 10 mét anh mua nhiêu cũng mét có luôn á. Nhưng mà về anh đâu có để nguyên cây được. Nó phải cắt ra làm hai làm ba rồi xong rồi anh mới là anh mới là làm cái bá tự nhiên nói lại đúc vô nói lại chứ đâu có cần mà dài đâu, hai ba khúc cũng được vậy. Quan trọng là hơi cắp nó bự nha.